Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một thế giới kỳ diệu của động vật, thế giới của con dơi. Con dơi có ngoại hình độc đáo và sinh sống trong môi trường đặc biệt. Hãy cùng tìm hiểu về con dơi và những điều thú vị về chúng nhé. Con dơi thường có bộ lông mềm mại và đôi cánh phủ màng mỏng giữa các xương ngón. Điều đặc biệt là chúng là động vật duy nhất có khả năng bay tự nhiên trong hệ động vật có vú. Khả năng bay này giúp chúng tránh được nhiều kẻ săn mồi và mở rộng phạm vi sinh sống của mình. Hầu hết các loài dơi đều ăn trái cây và sinh vật nhỏ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại 3 thành viên của bộ dơi có khả năng hút máu. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà loài động vật này bị gắn với hình tượng ma cà rồng. Con dơi thường săn mồi vào lúc hoàng hôn và buổi tối. Chúng ưa thích ăn các loại côn trùng như muỗi, bướm và bọ cánh cứng. Một số loài dơi cũng có thể ăn hoa quả và mật. Để săn mồi và di chuyển trong bóng tối, con dơi sử dụng hệ thống quét và định vị âm thanh tự nhiên của mình. Chúng phát ra những âm thanh và lắng nghe sóng phản xạ để xác định vị trí của mồi và các vật cản. Con dơi thường sống và giao tiếp với nhau bằng cách phát ra các âm thanh và cử động cơ thể. Loài dơi rất ưa bóng tối, vì vậy chỗ ngủ hay trú ẩn của chúng thường là những vách núi hay các hang động, thậm chí là mái nhà của chúng ta. Một số loài dơi có thể di chuyển hàng trăm dặm mỗi đêm để tìm kiếm thức ăn. Đặc thù của loài dơi là kiếm ăn vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Khi ngủ, chúng thường treo ngược thân mình lơ lửng và gấp gọn cánh bao quanh người như một bộ kén bao bọc thân thể chúng. Mắt của loài dơi đêm có 2 loại tế bào hình nón để quan sát ánh sáng ban ngày và phân biệt màu sắc. Trong đời sống của con người thì dơi cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc bảo vệ mùa màng bằng việc diệt sâu bọ, giúp cho hoa thụ phấn và phát tán hạt cây, giúp cây được nhân giống một cách rộng rãi. Theo kết quả phân tích của các nhà khoa học, trong phân của loài dơi có chứa rất nhiều muối kali nitrat, hay còn được gọi là diêm tiêu. Hóa chất này là thành phần chính trong nhiều loại phân bón. Đồng thời, nó cũng được sử dụng để làm thuốc nổ và ngòi nổ. Gần đây có nhiều quan điểm và tranh cãi xoay quanh nguồn gốc gây ra bệnh COVID-19, rằng dơi có thể là một trong những loài động vật có thể trung gian truyền nhiễm virus từ động vật sang người. Hình ảnh con dơi được nhân hóa và sử dụng nhiều qua phim ảnh và các câu chuyện. Theo một số tín ngưỡng và mô tả thì dơi là một loài vật hút máu và độc ác, nhưng trong phim ảnh dơi lại được nhân hóa trở thành một siêu anh hùng giải cứu loài người. Như vậy, các em đã tìm hiểu thêm về con dơi, những sinh vật độc đáo và quan trọng trong tự nhiên. Hy vọng rằng cuộc phiêu lưu nhỏ này đã mang lại cho các em những thông tin mới và thú vị. Hãy tiếp tục khám phá và bảo vệ thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu tiếp theo.